Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Trong One Piece, Luffy và Zoro đã được hiện diện một cô gái bí ẩn ở quán trà dạo có tên là Kiku, thường được gọi là Okiku. Người phụ nữ này tỏ ra rất nhân hậu và đặc biệt tháo vát, khéo léo. Cô đã không cần ngần ngại cầm thanh kiếm và phi ngay theo để giải cứu Otama lúc bị bắt cóc. Những cô gái vừa xinh đẹp vừa dũng cảm như thế này chắc chắn sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc hành trình khám phá Wano Quốc sắp tới. Ban đầu, do đứng cạnh với tên võ sĩ đấu vật khổng lồ Urashima nên trông cô có vẻ nhỏ nhắn, nhưng thực tế thì Okiku phải cao ngang hoặc thậm chí còn nhỉnh hơn so với Bo Hancock. Có rất nhiều cú quay xe xung quanh Kiku của chúng ta, vậy thì hãy cùng chúng mình đến với những sự thật vui vẻ về Okiku trong One Piece nhé. Thứ nhất, Okiku là nam. Okiku là một nam nhân, nhưng sâu thẳm bên trong, anh lại tự nhận mình là một cô gái có tâm hồn mỏng manh và dễ vỡ. Thực sự, tạo hình của Oda cho nhân vật Okiku này là một cú lừa sâu sắc, bởi vì Okiku ngay từ nhỏ đã trang điểm, để tóc dài, mặc quần áo như một người con gái, còn biết cả đánh đàn. Nhân vật cú có gai này đã khiến rất nhiều chàng trai, đặc biệt là Sanji phải thốt lên rằng vì quá xinh đẹp. Còn nữa, một chi tiết khiến nhiều độc giả khó hiểu là Okiku lúc đầu đã tự xưng với Luffy và Zoro bằng âm Shesha, có nghĩa là tại hạ, điều thường chỉ thấy ở các samurai nam. Zoro đã bất ngờ khi được nghe đến kiểu xưng hô lạ lùng này. Sau khi Oda tiết lộ cho chúng ta biết Kiku là nam giới thì chi tiết đó đã được hóa giải một cách dễ dàng. Thứ hai, Kiku là em trai của Izo. Izo là một cựu đội trưởng của băng dâu trắng, một băng tứ hoàng. Hơn nữa, Izo đã từng tham gia trận chiến tại Marineford và an toàn trở về. Trong khi đó thì Kiku là một trong những cửu hồng bao, những samurai mạnh mẽ của chúa công cũ Kozuki Oden. Chính Zoro cũng đã từng nói rằng Kiku không phải là một kẻ tầm thường. Kiku cùng anh trai Izo, cả hai vốn là con trai của tộc trưởng một gia tộc làm nghệ thuật, nhưng lúc này đang phải đàn một kiếm sống trên phố cho qua ngày đoạn tháng. Sau đó thì gia đình đã tứ tán do phụ thân của hai người này đã bị bắt và kết án tử hình. Ở Bakura, Kiku Nojo đã thể hiện sức mạnh của mình trong một khoảnh khắc khi tránh được cái ôm của Urashima và cắt được chỏm tóc của gã đô vật trong nháy mắt. Kiku Nojo luôn đeo một chiếc mặt nạ khi chiến đấu và cô có biệt danh là Tuyết Vân, khiến nhiều người đặt ra giả thuyết rằng liệu mỹ nam kiếm sĩ của Wano có thể cắt được băng không. Thứ ba, Kiku cũng là một truyền thuyết nổi tiếng về con ma ở Nhật Bản. Mặc dù tên thật của cô nàng là Kiku, nhưng ở Wano Quốc dường như họ vẫn gọi phụ nữ đính kèm với âm O ở đầu. Nếu như hay tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, chắc hẳn rất nhiều bạn đọc sẽ nhận ra ngay Okiku dường như có liên quan tới Okiku, câu chuyện về con ma nổi tiếng tại đất nước mặt trời mọc. Vào năm 1918, cậu bé Eikichi Suzuki mua một con búp bê tặng cô em gái 2 tuổi Okiku. Búp bê đã được đặt tên luôn theo tên em gái của Eikichi trong một chuyến du lịch. Con búp bê cao khoảng 40cm và được khoác lên mình trang phục kimono truyền thống. Khuôn mặt của Okiku có màu trắng sứ như người Nhật và đôi mắt đen tuyền. Mái tóc Okiku cũng được cắt rất gọn gàng, ngang vai theo kiểu truyền thống. Cô bé Okiku rất thích món quà này và gần như không rời khỏi nó nửa bước. Thế nhưng, tai họa ập đến, Okiku bị bệnh nặng qua đời. Từ đó rất nhiều điều lạ lùng xảy ra đến với gia đình Suzuki. Mái tóc cắt ngang vai của con búp bê cứ ngày một dài ra với phần đuôi tóc lởm chởm, không gọn gàng như ban đầu. Kể cả khi họ đem tóc của con búp bê đi cắt ngắn thì chẳng lâu sau mái tóc lại dài ra đến tận đầu gối thì dừng. Người nhà Suzuki mới nghi ngờ rằng bằng một cách nào đó, con búp bê và cô con gái đã mất của họ đã liên hệ với nhau và trở về nhân gian. Thứ tư, chiều cao của Kiku. Kiku là một người đàn ông mang tâm hồn của một người phụ nữ mới lớn, vậy mà lại cao tới 287cm. Một chiều cao đáng nể và có thể cao ngang bằng hoặc thậm chí nhỉnh hơn một chút so với Bo Hancock. Tuy nhiên, trong One Piece, chiều cao vô đối như vậy là rất bình thường. Một số samurai trong nhóm cửu hồng bao cũng cao tương tự không kém, bao gồm Kinemon cao 295cm, Kanjuro cao 347cm, Raijo cao 311cm tính cả đội mũ. Vì vậy, chiều cao của Kiku vẫn là bình thường, nhưng cao hơn hẳn so với Luffy và Zoro. Thứ năm, biệt danh Tuyết Vân. Từ khi ra mắt trong One Piece ở phần Wano đến nay, sức mạnh của nhân vật Kiku, một trong cửu hồng bao, vẫn còn là một bí ẩn rất lớn. Đặc biệt là bây giờ, cái người mà ai cũng tưởng là một đại mỹ nhân, hóa ra lại là mỹ nam. Kiku chưa bao giờ thực sự tấn công ai bằng một thanh kiếm ngoài đời. Thời điểm cắt bím tóc của Urashima và đánh gục vài tên Gister. Có điều, những chuyện trên đều xảy ra trước khi Kiku đeo mặt nạ, nên có khả năng sức mạnh thật sự của Kiku vẫn chưa được thể hiện đầy đủ. Bây giờ, tác giả lại hé lộ biệt danh của Kiku Nojo là Tuyết Vân. Nếu biệt danh này xuất phát từ sức mạnh, điều đó có nghĩa là sức mạnh của Kiku có thể liên quan đến tuyết. Rất có thể thanh kiếm của Kiku cũng có khả năng tạo ra một luồng khí lạnh khi chém đối thủ, hoặc tấn công đối thủ bằng đường kiếm buốt lạnh giống như Brook trong băng mũ rơm, hoặc là biệt danh Tuyết Vân gắn với thái độ lạnh lùng và không khoan nhượng của Kiku khi kết liễu đối thủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ý kiến của các bạn về video này như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.